Chào mọi người, thì hôm nay là thứ bảy, thì buổi chiều cũng hơi rảnh chút xíu, bởi vì tất cả đơn hàng đã lên rồi thì mình ngày thứ hai mới giao được. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người, sẽ chỉnh tóc với mọi người. Mình là bình dân đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cái bộ máy hoàn toàn mới. Thì ở đây là mình xin nói về con là Miletto EM18. Thì nó là Miletto EM18, nó có phía sau chữ Plus hay chữ Pro hay chữ Premium là mình có thể đặt được. Nhưng cấu trúc của nó là Miletto EM18, chứ không phải là chữ Plus là nó sẽ tốt hơn là EM18, không có chữ Plus, hoặc là chữ Pro nó sẽ tốt hơn, hoặc là chữ Premium nó tốt hơn. Nhưng mà sắp tới, hiện tại mọi người cứ yên tâm đi, sẽ có bản Pro, bản Plus, rồi bản là Premium, nói chung là bản và đi tại quốc gì cũng có nữa. Đó. Thì đặc biệt cái con Miletto EM18 này và EM19 là giống nhau, nhưng khác nhau ở chỗ là gì? EM18 này chỉ dành cho làm cà phê duy nhất thôi, không có đánh hơi, không lấy nước sôi, nói chung là nothing. Mọi người đừng có làm cái gì hết, ở đây nó có nút nước sôi nữa, lấy đánh hơi, nhưng mà hạn đừng bao giờ xài. Bởi vì khi mà xài chuyển sang chế độ đó, nó đưa trở về để mà làm cà phê rất là lâu và mệt mỏi lắm. Thì cái con này nguyên một bộ là bao gồm là máy pha nè, máy xay nè, temper, đập bã, thuốc vệ sinh, cọ và 2 kg cà phê hoặc là 4 kg cà phê. Thì hiện tại là bên công ty mình hay còn gọi là Best Barista, mình chỉ làm công thôi, là bán 11.900, giao hàng lắp đặt miễn phí, hướng dẫn sử dụng tận nơi. Thì công năng sử dụng nó y chang con Miletto EM19, không khác một cái gì hết, cũng có đồng hồ Hammer, là đồng hồ kiểm soát chất lượng, nói theo kiểu mà gọi là hơi cao siêu chút xíu. Đồng hồ kiểm soát chất lượng là nghĩa là 15 giây, 20 giây, 30 giây gì đó. Cái hai đồng hồ hiển thị áp suất là bắt đầu làm cà phê. Thì mọi người nên nhớ là làm tới cái vạch màu cam thôi, cam đậm là ok, đừng qua màu đỏ gọi là over. Thì ở đây rất là cứng mọi người, cứng lắm. Thì khi máy là máy nè. Đây, thì nói chung là mấy cái này phân xanh là dễ sử dụng rồi, mình không nói ra. Ở đây là máy xay là LB020 và đây là dục nén tự động, có nghĩa là mình xài cái này thì xài, không xài này thì thôi. Đấy, thì quay vô mình thích xài này, có nghĩa là để cho tiện nhà làm nhanh hơn, để hạn chế thời gian thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một ly cà phê trên con máy pha Miletto EM18 coi sao ha. Ok, thì đầu tiên cũng tương tự, mình cũng lấy cà phê con LB020 này nè mọi người, nó là có chức năng gọi là on demand chứ có chức năng auto, nên là mình đẩy vô nó sai, rút ra nó luôn sai, đơn giản dễ sử dụng. Rồi ok, rồi để vô đây nén cái cốc nè mọi người, vào nè, nó thấy không, đem ra rồi bằng thẳng luôn, ngay ngắn không cần suy nghĩ. Rồi đây cái con này, đèn này nè, ngưng không có màu đỏ nữa là xài được, là bắt đầu mình xả nè. Cái con này là công suất của nó là 950W nha mọi người, cho cái nồi hơi làm cà phê thôi, nên là mình chỉ làm cà phê thôi, đừng làm cái khác, làm cái khác nữa mất công lắm. Con này là chuyên cho cà phê thôi nha, lưu ý nha mọi người nha. Rồi bỏ vô đây làm thử ha, rất là đơn giản, thấy không mọi người, quá tuyệt vời. Đây đồng hồ bấm giờ luôn nha, đầy đủ nha. Con này nói chung là mọi người nào muốn kinh doanh mà khởi nghiệp mà rẻ nữa, rẻ mãi mà muốn đền rẻ thì chỉ có bộ này thôi. Còn 3005 mà để bán quấy thì không nên nha mọi người. Rồi 20 giây đổ tắt, 20 giây mình mới tắt chứ nút làm cà phê mà mình lộn, mình tắt nguồn luôn mọi người. Đây khi tắt nguồn mở lên cái là sao? Lại đèn quen, cái thói quen của cái con EM19. Đó. Thấy mọi người thấy không? Đèn đỏ quá ngon ha. Ngon quá. Thấy không? Rồi bây giờ mình lại bỏ qua đây, mình làm tiếp. Mọi người quan tâm cái lớp Rema nó nè mọi người. Trời nó mượt mà, ở đây mình xài mà thông cảm nha, cái cà phê này tới 220.000 kg rồi, nên đương nhiên mượt mà ngon hơn là chuyện hiển nhiên rồi, không có gì gọi là ghê gớm. Rồi lấy ra, hôm nay đứng tỉnh táo xíu cho mọi người. Đây đó, rửa sạch sẽ, đập đi, lau chùi gọn gàng lại ngay ngắn, chờ cái đồng hồ nó cái rồi lại tiếp. Đây cái này nó tắt cái nãy không, giờ bây giờ mình làm lại cho mọi người coi cái này. Bây giờ mình sẽ lấy nhiều cà phê hơn, hồi nãy là mình lấy ít đúng không, có nhiều người đã bảo ôi lấy ít cà phê quá sao biết được, rồi mình nghe lấy chín nhát luôn, bây giờ gọi là lấy chín nhát cà phê luôn chứ không lấy nữa. Rồi nhiều hơn, để đây vẫn cốc cốc như ngày nào đó, 19 kg nha mọi người, thấy không ngon lành cành đào không. Giờ nghiêng 120 độ về tay trái,
kéo về tay phải, ấn nút một ly làm cà phê. Rồi để vô, trời, coi đồng hồ mọi người, dở đồng hồ nè, bây giờ nè, nó lấy chiều cà phê chưa, gọi là over luôn nha, ở đây 7 giây, 8 giây luôn nè, đó. Thấy chưa mọi người, làm một ly cà phê ngon trên những con máy 30 lít tôi nó cực kỳ đơn giản và rất là dễ làm, không có khó khăn gì hết, chỉ cần đúng tính chất kỹ thuật thôi. Bây giờ 20-25 giây đi ha. Ok, à, khi mình bán cà phê mọi người nhớ nè, mình làm khoảng cỡ 80ml. Tại sao? Cái lớp rema nè mọi người thấy nó giật lên nè. Nó giật lên nè. Mình phải làm 80 thì bán nó mới được, chứ mọi người mà làm 60 nó rất là ít nha mọi người. À, rồi. Đây, tiếp một ly nữa. Thì mấy con này nè, mình cứ làm rỉ rả 5 ly, 6 ly gì đó. Mọi người giờ mình cái bả nè. Thấy không? Nó có cái hình vòng tròn ở giữa là nghĩa là bị nhiều cà phê đó, thấy không? Mọi người thấy không? Đó. Rồi, lại. Làm cái nữa ha. Làm pha nữa. Nãy giờ đây ra vậy em thấy không, làm mọi người cứ làm đều đặn nhẹ nhàng nha, qua lại chậm chạp một ly một phút hoặc là 2 phút thì cái máy nó sẽ bền. Đối với những con máy nhỏ công suất 100-200 ly thì nói chung là làm rỉ rả gì là vô tư. Rồi, lấy đèn rồi lại vô again, có cái này rất là tiện lợi ha mọi người, đơn giản không. Ờ giờ mình tìm làm lại cái nữa coi. Rồi ok, good job. Rồi vô đây để làm biến vệ sinh á. Rồi coi ha, hồi nãy là nó cây kim nó lên tới trên này là over traction, bây giờ mình muốn cho vòng vòng đây thôi đó. Nãy giờ mọi người ha, đó đây nãy giờ chảy ngon lành cành đào không, ở đây đúng là phải chỉnh này xuống thấp xíu nữa nó hay hơn, nhưng mà thôi đơn giản như đang dở. Hồi nãy là 26 giây gần 100ml, bây giờ coi coi 26 giây gần 100ml, bây giờ coi coi bao nhiêu nè, 26 nó y chang nãy luôn mọi người thấy không. Cái nén tự động nó lợi hại lắm, hoặc là nén bằng tay 2 ly để làm thử cho 5 ly cùng lúc coi cái con này nó sao nha mọi người, làm liên tục cái con nó sao, làm 4 ly đi, cà phê không đủ rồi, cà phê hơi bị yếu đây. Rồi cái điều mọi người cần quan tâm là đây, khi mọi người làm thấy không, hồi nãy lúc trong thời gian mình làm cà phê mọi người dở màn hình đây màu đỏ nè, à, nó sao lại đun nóng lại, có nghĩa là mình chiết xuất 2 ly liên tục cùng thời gian đó thì nó sẽ sao, có nghĩa là 2 lần chiết xuất liên tục dài như nhau á thì nó sẽ được giảm nhiệt độ và nó sẽ chớp cái đèn này một cái lúc mà mình lấy cà phê mọi người dở màn hình giờ trên cái video mọi người thấy cái điều này. Đó, lại tiếp, thấy đơn giản mọi người, đơn giản lắm, cứ làm điều độ 19 20. Rồi ok, 20 giây mình lấy hết cà phê thì 20 giây, đến người cà phê thì 25 giây, giờ xong à, hy vọng đủ thêm lượt cà phê nữa, 3 ly à. Không đủ cà phê rồi mọi người ơi. Chưa chỉnh này xuống, đúng là phải chỉnh này xuống chút xíu nữa, này nó vẫn còn hơi cao quá so với máy. Rồi tiếp đây nữa, nó đơn giản mọi người, đó đơn giản, cái cục này không, nó mắc gần bằng cái máy, cục này không 9.9 rồi, cái cục nén này 9.9 rồi, nó còn gần bằng cái máy rồi mọi người, 8.19 20 phút 22 giây đây mọi người, giảm đi cà phê ngon lành cành đào không, đây bắt lên cái nè, cái gì cũng nẹo mà mọi người. Thì cái loại cà phê mình đang thử ngày hôm nay là 70% rô 30% Ethiopia từ của vùng châu Phi nha mọi người, đặc biệt là vùng Sidamo. Thì cái loại này là 220.000 mua 10 ký tặng ký nha mọi người. À, và đặc biệt hơn nữa, nếu mọi người mua máy pha cà phê và cà phê bên Best Barista sẽ được nhận cái dịch vụ gọi là gói siêu VIP, có nghĩa là gì, hai ron máy pha, hai lưỡi dao, không tốn phí, à, trong thời gian mà bảo hành máy, mà máy bị vấn đề đổi máy khác cho mượn sách con này về bảo hành, đặc biệt bên mình không bao giờ bảo hành tại cửa hàng của mình mà bảo hành tại quán, có nghĩa là máy hư alo cái có mặt,
Thì qua cái video này thì mình muốn gửi đến mọi người là gì? Nếu mình muốn bắt đầu khởi nghiệp một cái mô hình xe cà phê giá rẻ, xe cà phê inox giờ làm 5 triệu rưỡi là có rồi mọi người. Cái bộ này 11 triệu 900 nữa. Mọi người chỉ cần bỏ ra 15 triệu sẽ có một chiếc xe cà phê đứng bán. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Cảm ơn mọi người nhiều.